Này, đây là cái đồng hồ của bác Hân ở Bình Phước nhé. Đó. À, từ Bình Phước gửi cho em này, hết có 27.000 thôi. Đấy, bác nào cần thì liên hệ với số Zalo này của em nhé. Em kết bạn với em. Đấy. Thì do cái này người ta gắn bằng cái keo AB nên là em phải tẩy cái keo đi. Không nó mà rơi vào máy rất là nguy hiểm. Đấy, các bác thấy. Rất là nguy hiểm. Tuyệt đối không nên dùng keo AB này để gắn những trường hợp như thế này. Nó vì nó rơi vào máy thì là nó sẽ làm chết máy thôi. Đó, này các bác nhìn thấy rất bẩn nhé. Và cái trường hợp này mình phải lau sạch đi. Cái này nó mất chân. Nhưng mà em nhìn thấy cái mặt số này còn đẹp này. Vì nó còn đẹp nên em không thay nữa. Đó, nhiều người nghĩ là thay lấy tiền thì ok. Nhưng mà em thì em vẫn cố giữ cho khách để nó đỡ mất tiền của khách. Đó, tức là muốn tốt cho khách thôi. Đó. Đó. Chứ thay thì nó đơn giản quá đúng không? Thay nó quá đơn giản. Đó. Đây này, các bác nhìn thấy nó còn khá là đẹp. Mã số này còn rất là đẹp. Đó. Vậy thì em sẽ gắn bằng cái gì? Video em chia sẻ cho cả luôn các bác. Đây, mấy cái keo keo gắn mặt số của mặt của điện thoại. Keo gắn mặt mặt kính của điện thoại đấy. Keo này. Đó, em dùng keo này thì em gắn cho khách. Keo này nó sẽ không như cái keo AB kia. Nó dẻo mà nó sẽ không bị vụn ra rơi vào máy. Đấy, mà nó dính vào đấy. Nên là rất là yên tâm. Đó. Em lấy ra một ít để em gắn. Ừ, và keo này rất là dẻo các bác. Nó tựa như keo con chó ấy. Đấy, này. Đấy, rất là dẻo. Đấy, sau khi lấy một ít keo rồi thì các bác, em sẽ gắn cho khách. Gắn cho khách. Cái này gắn ít thôi các bác nhé. Đấy, không phải gắn nhiều là tốt đâu. Đấy, gắn thật khéo. Càng khéo bao nhiêu ấy thì càng đẹp thẩm mỹ cho khách bấy nhiêu. Đó. Ok. Và gắn đây này, gắn vào đây này. Thì các bác gắn khéo một tí để cho nó khỏi vào cái mặt số. Nó mà vào mặt số thì đứng 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 máy luôn đấy. Đấy, nhưng mà keo này rất là lành. Đó. Vì cái mặt số của nó còn khá là đẹp nên em chưa muốn thay cho khách. Em muốn giữ cho khách. Đó. Để nó giảm cái tiền cho khách bao nhiêu thì hay bấy nhiêu cho khách thế thôi. Có cái gì đâu. Đó. Cố gắng làm sao tiết kiệm cho khách một cách tốt nhất tối đa. Đấy, các bác nhìn thấy em gắn không hề bị dính một tí nào vào mặt số nhé. À, vào lịch nhé, thấy không? Rồi, ok, bây giờ em sẽ ấn nó xuống. Thế thôi các bác, rất đơn giản đúng không? Và an toàn, đẹp cho khách luôn. Đấy, và sau khi gắn xong thì mình phải để ý cái trục này. Chúng nó phải ở giữa này. Và ấn nó xuống. Đấy, cái keo này chỉ một lúc nó khô thôi. Nó keo dẻo mà. Đấy, rồi bây giờ em sẽ rút ra chỉnh giờ. Đấy. Đấy. Và lưu ý, nếu bác Hân lưu ý lấy giờ là các bác phải lấy tiến nhá. Tại vì em thay bánh thép cho bác ấy. Rất là bền đấy nhưng mà nó phải lấy tiến, chỉnh tiến này. Nhảy lịch này, được chưa? Em sẽ để vào đây. Để em lắp kim luôn cho bác ấy. Đó, lắp kim luôn cho bác ấy. Bộ kim của bác ấy em thấy còn bộ kim này còn dùng được. Em nhưng mà nó lại kim kim rẻ. À, kim rẻ này. Nên là lại kim này các bác nhìn thấy này, kim kim phút của nó này. Kim dây của nó phải dài bằng kim phút nhưng mà cái này phải thay thôi nha bác nhé. Đấy, vì kim này không phải kim kim đồng hồ SK cơ. Em sẽ thay cái bộ kim khác cho bác ấy. Thay bộ khác không nhìn nó buồn cười lắm. Đây, đây là bộ kim SK đây. Đó, em sẽ lắp luôn cho bác ấy. Đây là cái kim phút. À, kim giờ xin lỗi. Lắp kim giờ trước. Đó, rồi bọn em sẽ xoay. À, lịch ngoài nhảy nhá, lịch trong đều nhảy hết nhá. À, lấy giờ hiện tại nhá. Rồi em lắp đến cái kim phút. Đó. Mình sẽ xoay để kiểm tra.
À, nếu mà nó kim kim cúc nó xuống sâu quá thì mình phải ấn cho cái kim giờ xuống một tí. Đó, để hai kim nó không chạm vào nhau đấy. Đó. À, rồi em sẽ lắp tiếp cái kim dây vào. Đó, kim dây nó phải dài bằng kim phút các bác nhé. Kiểm tra kim phút nó đang xuống một tí, em sẽ chỉnh cái kim phút nó lên, à, kim dây nó lên. À, mình sẽ nhìn nghiêng để xem kim dây nó có chạm vào kim phút không. Đấy, các bác phải nhìn thấy kim kim dây của nó phải bằng kim phút thế này chứ, đúng không? Chứ cái đồng hồ của bác cái kim kim dây ngắn như thế là không phải kim của nó đâu các bác nhé. Các bác cứ nhìn đồng hồ nào cũng thế thôi. Kim dây bao giờ nó phải dài bằng kim phút. Đó, đây là một cái điều bắt buộc. Rồi, phải lấy giờ hiện tại. Đấy, làm cho bác này mất mấy khá là lâu đấy. Rồi, em sẽ đóng vào để em lấy giờ bên trong. Hôm nay là 14 các bạn. Là Valentine đấy. Valentine đấy. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ lắp vào em kiểm tra đến cái lịch bơm. Ok, đó, hôm nay thứ hai rồi. Đó, xong các bác cái rồi đấy. Đấy. Bây giờ chỉ theo dõi cho nó chạy chuẩn thôi các bác. Đấy, thay bộ kim nó khác nhau. Đây, và em gắn cái này nó cố định không làm sao cả. Đó, mà vẫn còn giữ cho bác cái mặt số rất là đẹp. Đấy, còn riêng cái các bộ phận của bác, cái bác em đang ngâm nước này, để tẩy sạch cho bác ấy. Đó, đó, để mai mới tẩy được các bác ạ. Nó bẩn lắm. Đó, thế là xong rồi các bác. Đó, thế là em vừa lau dầu xong, hoàn thiện cho bác cái đồng hồ rồi. Mai em sẽ chống nước cho bác ấy và làm các vấn việc khác nữa. Chào các bác.